Vụ việc tuyển diễn viên, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh mời Minh Béo lên làm việc. Rất nhiều ý kiến của dư luận cho rằng cần có hình thức xử lý thích đáng với những người nghệ sĩ phạm tội đặc biệt như Minh Béo. Ngày 18 tháng 3, Minh Béo bất ngờ đăng tải thông tin tuyển sinh diễn viên trẻ do chính anh đứng lớp với rất nhiều quyền lợi hấp dẫn. Lập tức thông báo chiêu sinh này gặp phải những phản ứng dữ dội, chỉ trích nặng nề. Bởi cách đây không lâu, hành vi ấu dâm của Minh Béo bị xử phạt tù tại Mỹ vẫn gây bức xúc trong lòng dư luận. Đa số ý kiến cho rằng, với hành vi phạm tội trước đó của mình, Minh Béo không đủ tư cách để đứng lớp như một người thầy. Về phía các cơ quan chức năng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc. Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở cho biết, Sở đã mời diễn viên Hồng Quang Minh lên làm việc, hiện sự việc vẫn đang trong quá trình xử lý. Sau khi có kết luận cuối cùng, Sở sẽ thông tin cụ thể đến công chúng. Sau một bài phỏng vấn mới nhất, người mẫu Hà Anh cũng bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về sự việc này. Tôi cảm thấy bức xúc vì con người xem nhẹ hoặc làm ngơ với chính sức khỏe, tâm hồn, thể chất của trẻ em, đồng thời dung túng bao che cho những tội phạm đã phá hoại đời của các em ấy. Trẻ em cần được bảo vệ và những thành phần bệnh hoạn không có nhân tính cần bị pháp luật ngăn chặn và trừng trị thích đáng, Hà Anh chia sẻ. Bố mẹ bạn trai phản ứng bất ngờ như thế này khi Lâm Chi Khanh về ra mắt. Thật không ngờ đây là phản ứng của bố mẹ bạn trai Lâm Chi Khanh khi cô về ra mắt. Lâm Chi Khanh là một trong những nữ ca sĩ chuyển giới nổi tiếng trong showbiz Việt. Từ khi có ý định làm con gái, Lâm Chi Khanh đã nung nấu trong đồng, bằng phẫu thuật xong, cô phải lấy chồng. Trải qua nhiều mối tình khiến chết lên chết xuống và nghĩ tới chuyện tự tử, cô không muốn phiêu lưu tình cảm nữa mà đặt ra tiêu chí làm con gái xong phải lấy chồng và hạnh phúc. Cho đến hiện tại, nữ ca sĩ đang rất hạnh phúc bên bạn trai của mình. Mới đây, Lâm Chi Khanh còn tiết lộ cô và bạn trai sẽ tổ chức đám cưới vào khoảng tháng 11-12 năm nay. Nữ ca sĩ cũng đã về ra mắt nhà chồng sắp cưới. Nữ ca sĩ chuyển giới chia sẻ, bố mẹ bạn trai khen tôi xinh ngoài sức tưởng tượng của ông bà. Vì khi xem hình của tôi trên mạng rồi, nhưng không nghĩ ở ngoài tôi đẹp như vậy. Bố mẹ bên đằng nhà bạn trai của Lâm Chi Khanh cũng rất yêu thương cô. Nữ ca sĩ hồ hởi khoe, sắp tới bên đằng nhà bạn trai cô có đám giỗ, cô cũng có ý định về để ra mắt họ hàng bên đó. Nói về những khoảng cách và khó khăn trong chuyện tình cảm của mình, Lâm Chi Khanh chia sẻ cô không hề gặp phải sự phản đối của bố mẹ chồng tương lai. Mặc dù nữ ca sĩ chuyển giới nhiều tuổi hơn bạn trai, nhưng theo cô cả hai đều đã đến tuổi trưởng thành. Bạn trai cô cũng đã 30 tuổi, cũng đã đến tuổi lập gia đình. Cả hai gia đình đều ủng hộ hết mình, giờ tôi chỉ chờ ngày lành tháng tốt để kết hôn thôi, Lâm Chi Khanh cho biết. Trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, khi được hỏi những người đàn ông đón nhận tình cảm của người chuyển giới như Khanh thế nào, cô tâm sự, con gái dị tính hay chuyển giới cũng có người tốt kẻ xấu. Nếu cô gái ấy tốt, khi yêu, người đàn ông cũng sẽ đáp lại bằng tình cảm tốt, người chuyển giới cũng vậy. Lâm Chi Khanh từng yêu một người đàn ông 3 năm, nhưng hiện tại cả hai đã hết duyên nợ nên dừng lại. Người ấy cùng cô sang Thái, chăm sóc và ở bên cô. Chia tay một thời gian khá lâu, nữ ca sĩ cũng chưa có tình yêu mới, còn người cũ vẫn rất mật thương yêu cô. Nữ ca sĩ cho rằng điều này chứng tỏ tình cảm của người con trai cho một cô gái chuyển giới, giống như với một cô gái bình thường khác. Trước thông tin chị từng bị gia đình bạn trai cũ phản đối, ngăn cấm vì là người chuyển giới, nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận. Nếu như ngày trước gia đình mà cấm thì sao tôi và bạn trai cũ có thể sống chung với nhau mấy năm? Gia đình không cấm mà không nói gì hết, vì mọi người cũng đều là người lớn, là người trưởng thành rồi, không thể ngăn cản được tình yêu. Trước tôi và người yêu cũ hẹn hò nhau, gia đình cũng đã thương rồi chứ đâu có ai cấm cản gì đâu. Nhưng lúc đó tôi chưa là con gái nên gia đình chỉ chưa bàn tới thôi, chứ yêu cũng không có cấm gì, nữ ca sĩ nói. Trước thông tin Lâm Chi Khanh sắp lên xe hoa, nhiều fan hâm mộ gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ. Kim Ti Hee và Biren lộ khoảnh khắc chăm sóc nhau mùi mận hiếm hoi trên bìa tạp chí. Đôi vợ chồng trẻ Kim Ti Hee và Biren còn có những chia sẻ thú vị về cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn trên tạp chí đầu tiên hợp tác cùng nhau. Sáng ngày 20 tháng 3, tạp chí Harper Raza Hàn Quốc tiếp tục tiết lộ những hình ảnh của Biren và Kim Ti Hee trong số phát hành tháng 4. Bộ ảnh được chụp tại Ý đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của đôi vợ chồng quyền lực xứ Kim Chi sau hôn lễ giữa tháng 1 vừa qua. Hình ảnh được tung ra trước đó đã thu hút sự chú ý của đông đảo các fan và cư dân mạng. Trong khi Biren ra dáng quý ông lịch lãm cuốn hút,
thì Kim Ti Hi lại khoe ra vẻ đẹp dịu dàng, không kém phần sang trọng bên cạnh chồng. Khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào tràn ngập hạnh phúc của Biren và Kim Ti Hi khiến mọi người ganh tị. Cặp đôi cho biết họ cảm thấy vô cùng mới mẻ khi lần đầu tiên được chụp ảnh tạp chí cùng bạn đời của mình. Trong buổi phỏng vấn với Harper Raza Hàn Quốc, Biren và Kim Ti Hi không ngại tiết lộ cuộc sống sau khi kết hôn. Cặp đôi cho biết, chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ trong cuộc sống, kể cả những câu chuyện đùa không đầu không đuôi. Mỗi ngày trôi qua của chúng tôi là sự cho đi và nhận lại. Cuộc sống thế là đủ hạnh phúc. Đôi khi cả hai xảy ra mâu thuẫn và bất đồng quan điểm, chúng tôi luôn giải quyết vấn đề dựa trên sự tôn trọng đối phương. Bên cạnh đó, Biren và Kim Ti Hi cũng không quên nhắc đến lễ cưới bí mật và đơn giản vừa qua. Chúng tôi nghĩ rằng đám cưới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cặp đôi, thế nên cả hai cố gắng tổ chức hôn lễ đơn giản và vui vẻ nhất có thể, đồng thời không gây ảnh hưởng hay tổn thương đến những người khác. Khoảnh khắc tình cảm hiếm hoi của Kim Ti Hi dành cho ông xã, Biren vẫn điển trai và phong độ như thường ngày. Không hổ danh là tường thành nhan sắc đáng tự hào của làng giải trí, nàng ngọc nữ Kim Ti Hi vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng dù năm nay đã bước sang tuổi 37. Nhã Phương lên tiếng về sự thật không hạnh phúc khi yêu Trường Giang. Thông tin Nhã Phương không thực sự hạnh phúc khi yêu Trường Giang khiến người đọc đặc biệt quan tâm. Nữ diễn viên chia sẻ, nếu một ngày không phải làm việc, cô sẽ thức dậy muộn, sau đó hẹn hò bạn bè, cà phê và đi làm đẹp. Riêng buổi tối không nhất thiết cô dành thời gian cho Trường Giang bởi anh bận nhiều việc. Thay vào đó, cặp đôi sẽ dành cho nhau buổi tối lãng mạn mỗi khi rảnh. Nhã Phương tiết lộ Trường Giang thích mẫu phụ nữ vừa truyền thống vừa hiện đại bởi anh yêu thích cái đẹp và nấu ăn rất khéo. Theo đó, cô luôn cố gắng dung hòa cả hai, vừa mang nét hiện đại nắm bắt được xu hướng nhưng không kém phần dịu dàng của một người phụ nữ truyền thống. Nói thêm về Trường Giang, Nhã Phương cho hay, anh ấy rất thích nhìn thấy tôi trắng, bởi vậy luôn lo lắng khi thấy tôi đen sạm mỗi lần đi diễn xa. Trường Giang rất ủng hộ và thường xuyên đưa tôi đi làm đẹp. Ở anh ấy chẳng có điểm nào khiến tôi chê, vì đã yêu rồi không thích cũng thành thích. Trước đó, Nhã Phương thổ lộ rằng một đoạn thoại của nhân vật trong phim đã khiến cô đứng hình. Có lẽ vì diễn biến ấy xảy ra quá đúng, quá khớp với chính cảm xúc nỗi lòng thực tại của cô. Câu thú nhận của nhân vật Phương trùng luôn với tên Nhã Phương ngoài đời khiến khán giả không khỏi băn khoăn, nghi ngại. Không, tao không cười nổi nữa, tao mệt mỏi lắm, không thấy hạnh phúc chút nào, một chút xíu cũng không. Tại sao tao luôn nói là tao hạnh phúc, tao ổn chứ? Vì nếu không nói như vậy, tao sẽ phát điên lên mất. Tao muốn được hạnh phúc lắm chứ, tao xứng đáng được hạnh phúc mà. Phải chăng bạn gái Trường Giang đang cảm thấy không hạnh phúc với tình yêu và cuộc sống ở hiện tại? Điều này khiến nhiều khán giả vô cùng lo lắng cho cô và đặt ra nhiều nghi vấn cô và Trường Giang đang xảy ra trục trặc tình cảm. Tuy nhiên, sau những gì Nhã Phương chia sẻ, có thể thấy cô và Trường Giang vẫn rất hạnh phúc chứ không như mọi người đồn đoán. Bị Lâm Vinh Hải phụ tình, Lý Phương Châu vẫn làm điều này cho chồng cũ. Mới đây, Lý Phương Châu vẫn khiến không ít người thán phục khi làm điều này cho chồng dù đã chia tay nhau. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Lý Phương Châu lên tiếng về cuộc sống của mình sau khi chia tay với Lâm Vinh Hải. Với tôi, khó khăn không ở vấn đề kinh tế mà là tình cảm. Tôi là người độc lập về kinh tế. Hiện nay Kỳ Kỳ vẫn chưa biết chuyện của bố mẹ vì còn quá nhỏ để hiểu chuyện đó. Đôi khi con cũng hỏi những câu như tại sao bố mẹ lại ở riêng. Tôi thường tìm những cách giải thích để con dễ hiểu, chẳng hạn như ba phải đi làm kiếm tiền mua sữa về cho Kỳ Kỳ uống, hay ba mẹ đi làm kiếm được rất nhiều tiền nên có nhiều nhà, mỗi người ở một nơi để giữ nhà mai mốt cho Kỳ Kỳ. Dần dần con không hỏi những chuyện đó nữa, khi nào con lớn thêm một chút xíu, tôi sẽ nói với bé việc này, nhưng với một cách đơn giản và nhẹ nhàng nhất, thay vì kể chi tiết. Tôi sẽ nói rằng bố mẹ không còn là vợ chồng nữa, nhưng vẫn là bạn và luôn là bố mẹ của con. Bố mẹ luôn thương con nhất trên đời và điều đó sẽ không thay đổi. Tôi sẽ nói như vậy để hạn chế tối đa những tổn thương hay nỗi buồn con phải chịu đựng. Kỳ Kỳ thương ba hơn thương mẹ và gắn bó với ba nhiều hơn mẹ. Hãy biết cách chơi và chăm sóc Kỳ Kỳ nhiều hơn tôi. Hãy sẵn sàng chơi những trò con nít với con nên Kỳ Kỳ rất quấn ba. Hãy cũng khá chiều con gái. Ngược lại, tôi thường chơi những trò chơi thông minh như học bài, nói tiếng Anh và dĩ nhiên như vậy con nít sẽ không thích bằng, chị chia sẻ. Khi được hỏi về việc trách nhiệm của Lâm Vinh Hải đối với con, Lý Phương Châu đã từ chối trả lời. Câu chuyện hôn nhân tan vỡ giữa Lý Phương Châu, Lâm Vinh Hải và tình mới Linh Chi vẫn thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Mặc cho dư luận ném đá, Linh Chi vẫn vui vẻ và không bận tâm quá nhiều.
Trong khi đó, mọi người lại dành nhiều tình cảm, sự chia sẻ cho Lý Phương Châu, vợ cũ của Lâm Vinh Hải sau cú sốc bị chồng phản bội, cũng như tình yêu 11 năm cô dành cho anh. Đặc biệt, mọi người càng thêm yêu và ngưỡng mộ bản lĩnh của người phụ nữ bé nhỏ này khi thấy vẫn đồng hành cùng Lâm Vinh Hải trong một sự kiện tại Singapore. Dù Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải đã chia tay, nhưng hành động của cô trong thời gian gần đây khiến không ít người khâm phục.